khi Tuấn Tú xem kịch bản của bộ phim Nhà Mình Lạ Lắm ấy, thì Tú thấy là rất lạ. Gần như chưa xuất hiện trong những bộ phim truyền hình Việt Nam. À, còn hay nữa. Tôi rất thích kịch bản. Phải nói là rất thích chứ không phải là thích vừa. Khó mà có thể cưỡng nổi cái sức hấp dẫn của nó. Mình cứ đọc một mình mà mình cười một mình luôn. Phải nói là biên kịch rất là hài hước, rất là tư duy. Dù nó vẫn là một cái thể loại là phim gia đình nhưng mà nó có một cái gì đó nó đặc biệt hơn. Và chỉ có riêng ở Ca Cộng thôi ạ. Khi mà nhận được cái lời mời của Ca Cộng tham gia bộ phim Nhà Mình Lạ Lắm, một cái series được remake từ một phim Hàn Quốc cách đây khá lâu rồi. Concept này thì nó rất là thú vị. Chúng ta sẽ khó có thể nhìn thấy được cái concept này ở ngoài đời thực. Em muốn anh giao cháu gái của mình cho những người xa lạ. Tôi á? Đóng giả gia đình của con bé vừa mất trí nhớ. Có đến 7 nhân vật ở trong cái gia đình giả này, họ đều không phải là một gia đình thực sự với nhau. Và họ thành lập một cái gia đình với mục tiêu đầu tiên là kiếm tiền. Và đến cuối cùng thì cái hành trình đó đã đưa họ đến một cái cuộc sống rất là khác so với trước khi họ bước vào gia đình này. Đó là những cái con người xa lạ. Nhưng mà khi mà họ đã ở bên nhau, họ cùng nhau vượt qua rất là nhiều khó khăn thì tất cả họ đều trưởng thành lên. Và khi những cái con người này họ thoát khỏi cái vai diễn cho đến cuối cùng thì cái chữ hai chữ gia đình nó thực sự rất là thiêng liêng đối với họ. Nó nổi cộm lên cái tính nhân văn ở trong cái tác phẩm này. Đó là những người xa lạ họ gắn kết lại với nhau và cuối cùng họ cũng như một cái gia đình. Huống hồ chúng ta có những cái gia đình thật của chúng ta. Vậy làm sao chúng ta phải sống tốt hơn đối với những người ruột thịt của mình? Thì đấy là cái mà tôi rất là tâm đắc đối với cái bộ phim. Đối với dự án phim Nhà Mình Lạ Lắm, chúng tôi hợp tác với đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, là một đạo diễn mà đã chứng minh được cái khả năng của bản thân qua rất là nhiều những tác phẩm trước đó của anh. Đinh Tuấn Vũ là một đạo diễn khá là xuất sắc ở trong những cái đạo diễn trẻ mà tôi từng biết. Và Vũ đã thực sự nói với tôi rằng là đây là cái bộ phim mà em dành nhiều thời gian nhất để làm kịch bản đó chị. Rõ ràng khi một concept từ Hàn Quốc và đưa về Việt Nam như vậy thì mình sẽ có rất nhiều việc phải làm. Là một đạo diễn điện ảnh thì Vũ đã có những cái góc quay rất là đặc biệt, một cái sự kể chuyện rất là độc đáo cũng như là rất là mới lạ. Một bộ phim series nó rất khác với một phim điện ảnh. Cái đường dây logic nó phải xuyên suốt trong một cái thời lượng nó lớn hơn rất nhiều lần. Mặc dù nó vẫn là một cái thể loại là phim gia đình, tình cảm gia đình, tâm lý xã hội, nhưng mà nó có một cái gì đó nó khác lạ hơn so với những cái thể loại phim truyền hình thông thường về đề tài gia đình mà quý vị khán giả đã quá là quen thuộc. Mỗi tập phim của chúng tôi thì sẽ xoay quanh một cái nhân vật trung tâm. Nhưng cái điều khó khăn nhất là làm thế nào để những nhân vật vệ tinh xung quanh đó trong cái tập phim nó cũng không bị mờ nhạt. Và họ vẫn phải có một vai trò nào đó tác động đến cái nhân vật trung tâm này. Này, đêm hôm rồi không để cho mọi người ngủ à? Mỗi tập phim chúng ta sẽ phải tìm ra một cái chìa khóa để mở ra cái câu chuyện đó. Câu chuyện của một nhân vật này mở ra thì nó lại đưa cho mình những cái gợi ý về những cái câu chuyện của các nhân vật tiếp theo. Câu chuyện xuyên suốt cả 12 tập phim cũng là một cái mà chúng tôi phải tính đến liên tục. Đừng có bạc ra nữa. Đã nói lúc này không phải là lúc đi lùi, phải làm cho thành mỹ nó tốt hơn. Nếu không thì mất hết tất cả đó. Khi mà mình bàn bạc cái điều đó với cả anh Khắc Huy là DOP của bộ phim, Vũ và Huy thì đều muốn cái ánh sáng nó xử lý sao cho nó mềm mại nhất, nó chân thật nhất. Chứ mình không quá phô diễn về ánh sáng, cũng như không quá phô diễn về động tác máy. Tất cả mọi thứ ở trong phim nó đều có lý do và nó đều phải là phục vụ cho cái nội dung của câu chuyện này. Thì khi mà mình tìm được cái sự đồng cảm như vậy thì đó cũng là một cái sự may mắn của mình. Bởi vì thực ra đây cũng là lần đầu tiên mà Vũ làm việc với anh Khắc Huy.
Nhà Mình Lạ Lắm là một cái kịch bản được viết rất là dày dặn về mặt nội dung, về mặt chi tiết và về mặt nhân vật. Bởi vậy để lột tả được hết toàn bộ 12 tập kịch bản như vậy, bắt buộc những cái quá trình quay phim nó phải diễn ra vô cùng khắc nghiệt. Nhà Mình Lạ Lắm có một cái khối lượng bối cảnh rất là khổng lồ. Vì vậy mà nó có những ngày di chuyển rất là cực khổ cho ekip. Theo như chúng tôi thống kê thì số lượng bối cảnh của bộ phim Nhà Mình Lạ Lắm cũng phải trên 50 bối cảnh. 3, 2, 1. Nó không chỉ là nhiều ngày quay nhất mà cái thời gian làm việc mỗi ngày nó còn dài nhất. Gần như không có ngày nào là dưới 15 tiếng cả. Và có nhiều ngày lại thậm chí là trên 16 tiếng. Thật sự đó là một cuộc hành trình, một cái chuyến phiêu lưu vô cùng gian nan. Đi về nơi nào rất xa, chỉ riêng mình chúng ta, đừng quên ngày tháng qua. Bạn ơi đừng có quên, con chỉ cần gần đâu là được. Mấy lâu, chào mấy câu. Đi về nơi nào rất xa, chỉ riêng mình chúng ta, đừng quên ngày tháng qua. Nơi đừng có quên gặp nhau được mấy lâu, chào được mấy câu. Vừa đẹp rồi.